Thưa tiên cho tớ. Đây 10.000 của cậu đây. Nào cô cho con nào nào. Cậu con cua. Thank you. Cậu có con khủng long không bán cho tớ? Tớ lại không có con khủng long rồi, đợi tí để tớ xem nhá. Tớ chỉ có mỗi lại con chuột thôi, cậu lấy tặng con chuột nhé. Thế cũng được. Mấy hôm nay Hạnh An có mang đồ chơi đến lớp để bán cho các bạn. Con nói là con cần tiền. Cần tiền ạ? Để về em sẽ hỏi kỹ con bé. Chứ em yên tâm, chị cũng đã dặn tất cả các bạn trong lớp là tuyệt đối không mua đồ chơi của Hạnh An nữa rồi. Dạ vâng. Con bé này mỗi ngày lại một chuyện. Thực ra thì chị thấy Hạnh An là cô bé rất là nhanh nhẹn, hoạt bát. Chỉ thi thoảng là có nói chuyện riêng với các bạn một chút. Nhưng mà không hiểu Hạnh An Em sẽ chú ý nhắc nhở con bé. Mong cô giáo thông cảm và để tâm tới Hạnh An nhiều hơn ạ. Được rồi, em cứ yên tâm. Cảm ơn cô giáo. Sao hôm nay mẹ không nói chuyện với con? Vì mẹ đang giận con. Hôm nay con đã làm gì ở lớp? Con có biết không hả? Con có làm gì đâu. Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Về nhà mẹ sẽ nói chuyện với con. Yêu cầu chị đưa xe lên vỉa hè. Chào chị. Chị đã biết mình vi phạm lỗi gì chưa ạ? Dạ, em vượt đèn đỏ ạ. Mời chị xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra. Em mong anh thông cảm và châm chước cho em lần này. Em... không được. Chú ơi, chú tha cho mẹ cháu đi. Mẹ cháu không có tiền để phạt đâu. Mẹ cháu còn đang bị tiền mãn kinh nữa. Chú ơi, chú. Thôi nào, chú đã xử phạt mẹ con cháu đâu, đúng không nào? Mẹ cháu bị tiền mãn kinh nặng lắm. Nhà cháu nghèo không có tiền để chữa bệnh, không có tiền để nộp phạt đâu. Chú ơi, chú. Happy, con nói linh tinh cái gì đấy, hả? Thôi được rồi, châm trước cho hai mẹ con lần này. Lần sau chị phải lưu ý quan sát thật kỹ biển báo giao thông, nhớ chưa? Dạ vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn chú ạ. Chào con. Mẹ ơi, mẹ làm cho con tiếp ạ. À? Mẹ uống nước đi. Happy, tại sao con nói mẹ bị tiền mãn kinh? Con có biết là mẹ xấu hổ lắm không? Thì đúng là mẹ bị tiền mãn kinh thật mà. Mẹ hay cáu kỉnh, tính tiền thất thường. Con nghe các bà nói thế. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này. Bây giờ mẹ hỏi con, tại sao con mang đồ chơi đến lớp để bán cho các bạn? Thế con không thích đồ chơi mẹ làm cho con à? Happy, hay là con giấu mẹ mua cái gì đúng không? Hả? Nhìn mẹ. Mồm con đâu? Mẹ chẳng biết gì cả. Con muốn giúp mẹ mà. Mẹ bảo phải bán những món đồ quý giá thì mới có tiền còn gì. Đấy là những món đồ chơi quý nhất của con đấy. Mẹ có cần con phải kiếm tiền cho mẹ không? Mẹ bị lừa tiền nhà, không có tiền để trả cho bác Thanh. Không có việc làm, con muốn giúp mẹ thế mà mẹ có mắng con à? Happy, tiền nong là chuyện của người lớn. Việc của con bây giờ là ăn, là học, là khỏe mạnh, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mẹ có lo lắng đâu, việc gì cũng phải đến tay con. Ừ, cũng đúng thật. Lại đây với mẹ nào.
May mà nhờ có Happy, mẹ mới nên người. Mẹ sẽ trả đủ tiền cho bác Thanh. Happy yên tâm nhá. Vâng. Lần sau không được như thế nữa đâu, nhớ chưa? Vâng.